biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Phan Thành lần đầu tiết lộ lý do tình yêu với Miu và Rim Minh Trương tan vỡ, hóa ra là vì điều này. Chàng thiếu gia Phan Thành lại khiến cư dân mạng phải nói lại chuyện xa xưa khi đang đàn nói những câu rất suy tư về tình yêu. Phan Thành là thiếu gia, giàu khét tiếng Sài Gòn và cũng cực kỳ nổi danh với hai cuộc tình cùng Miu và Rim Minh Trương. Trong đó, chuyện tình yêu với Miu dường như được nhắc đến nhiều hơn cả. Chàng thiếu gia Phan Thành và Miu từng rất được hâm mộ vì quá xứng đôi vừa lứa. Cặp đôi đã có 7 năm gắn bó, thậm chí đã tính đến chuyện trăm năm bằng một lễ đính hôn bí mật. Tuy nhiên, mọi thứ tan vỡ chỉ trong phút chốc khi Phan Thành bị bắt gặp có mối quan hệ ngoài luồng với hot girl Cà Mau Thúy Vi. Cả hai, mà đúng hơn là phía Miu, quyết định chia tay không thương tiếc vì không chịu nổi sự phản bội. Phan Thành sau đó cũng cố níu kéo nhưng không thành. Khép lại chuyện tình ồn ào với Miu, cuối năm 2017, Phan Thành công khai hẹn hò với beauty vlogger và cũng là ái nữ nhà giàu Trương Minh Xuân Thảo, Rimmy Trương. Thời gian bên nhau, cả hai thường xuyên úp ảnh tay trong tay tham dự các sự kiện. Tuy nhiên, đầu năm nay, cặp đôi lại gây bất ngờ với thông tin đã đường tình đôi ngã. Mặc dù cả hai chưa từng chính thức lên tiếng đồng tình hay phủ nhận, nhưng qua những status tâm trạng, cộng với việc không còn xuất hiện chung nữa đã khiến dân mạng hiểu ra tất cả. Không chỉ vậy, trong một lần nói chuyện với bạn bè ở phần bình luận, Rimmy Trương cũng ngầm xác định chuyện chia tay. Kể từ khi chia tay bạn gái Rimmy Trương, Phan Thành tìm niềm vui mới trong công việc hay những chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cho bản thân. Mới đây, anh chàng bất ngờ thu hút sự quan tâm khi đăng tải caption vô cùng sâu sắc về tình yêu. Anh viết trên trang cá nhân: "Ai yêu ai bao nhiêu không quan trọng, ai vì ai nỗ lực bao nhiêu mới là vấn đề. Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa hơn là lý do để cùng nhau cố gắng. Cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không vẫn là do ý người." Thì ra ý người chính là lý do mà Phan Thành không giữ được chân các người đẹp. Nhắc đến đây, Phan Thành dường như đã bật mí với mọi người về nguyên nhân chia tay hai mỹ nhân Miu và Rimmy Trương. Dưới phần bình luận có rất nhiều bạn bè để lại lời nhắn động viên anh chàng thiếu gia hãy cố gắng mạnh mẽ trong cuộc sống và chờ một mối lương duyên khác sẽ đến với mình. Hãy sống bình tĩnh và chờ đợi mối lương duyên mới nhé, Phan Thành.